xử lý công ty nhập chui 3.042 hộp thuốc ung thư. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa có văn bản xử phạt công ty trách nhiệm hữu hạn phân phối Liên hợp Đông Dương số tiền 160 triệu đồng vì nhập hai lô thuốc có chứa hoạt chất capecitabin thuộc danh mục thuốc độc nhưng không có giấy phép nhập khẩu. Ngoài số tiền 160 triệu đồng, Cục Quản lý Dược cũng tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược trong 9 tháng với bà Nguyễn Thị Hồng Vân, người chịu trách nhiệm chuyên môn. Đồng thời, cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế cũng đình chỉ hoạt động nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc trong 9 tháng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn phân phối Liên hợp Đông Dương. Bộ Y tế yêu cầu tái xuất hoặc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hai lô thuốc Capitero 500 trên. Trường hợp không áp dụng được biện pháp này thì buộc tiêu hủy hai lô thuốc này. Trước đó, đoàn kiểm tra phát hiện hai lô thuốc do công ty Hetero Lab Limited Ấn Độ sản xuất. Công ty trách nhiệm hữu hạn phân phối Liên hợp Đông Dương nhập khẩu nhưng không có giấy phép nhập khẩu do Cục Quản lý Dược cấp theo quy định đối với thuốc kiểm soát đặc biệt.